Mấy ngày nha, mấy ngày. Đến vào đến đi. Để quay. Đến. Đây là sáng ngày đầu tiên à. Sáng đầu tiên bên đất Thái vừa ngủ dậy. Giờ chuẩn bị đi ăn sáng và sau đó là sẽ di chuyển đến Pattaya. Đang tìm Pattaya. Là tìm taxi. Đường phố Bangkok sáng rất là mát mẻ nhá. Chưa đến giờ lõng. Ông ấy có quả gậy Tôn Ngộ Không giơ cao tít. Đấy, đang đi bộ đi tìm chỗ ăn sáng. Đấy, đang chờ sang đường để đi tìm quán ăn sáng. Đây là đường phố Bangkok. Đấy đang chờ đèn đỏ. Đây mọi người nhìn này, đường phố Bangkok buổi sáng sạch không một cọng rác luôn này, rất là ít. Buổi tối cũng thế nhá, chứ không nói gì là buổi sáng với mấy. Đang đi bộ trên hè phố Bangkok. Đấy, hai con chị mẹt. Ông ấy ăn xong chị mẹt. Ông ấy chưa ăn. Cho ông ấy ở nhà thôi bà. Sách sách ra. Chị em đang đi bộ ăn sáng, đang đi tìm. Đấy, đến khu phố ăn. Tối hôm qua đã đi qua đây ăn rồi, nay lại đến tiếp. Quán ăn cũng ngon, đủ. Đang đi bộ tìm chỗ ăn sáng. Thả ra người vô gặp cư cũng ngủ đây đấy, mà đường rất nhiều nhé. Đây chưa lỏng, mới gọi chưa lỏng. Đấy, đi vào đây đang đường rất là sạch. Tìm chỗ ăn sáng. Đây có một chỗ. Đang đi tìm chỗ ăn sáng mệt, đi 2-3 cây số rồi mà chưa tìm thấy được. Đây có một quán không biết có. À được đấy. Rồi được rồi, ok rồi. Đây hai chị em hơi chọn đây. Ăn cái gì vậy? Em hỏi của em là tiếng chữ gọi nhá. Cái này là cái gì đây anh? Đấy, đang đi tìm ăn sáng này. 40, 45, 50 bàn. Quả húng này thì vĩ đại này. Ui, húng Thái Lan to. Giấm nước này không bao giờ ấy, cả một chậu nước luôn. Đi làm thang mãi giờ thiếu khoảng lắm. Ăn tặng cái heo húng. Đấy, đây là món ăn sáng của bốn anh em. Bạn đang chọn lưỡi rồi. Này cái này ngon cực. Đây này, đây gọi là món gì, hủ tiếu à? Chẳng hiểu. Lôm lạ giống như bánh bún của Việt Nam thôi. Cái nước này là cái nước. Đây ăn sáng này, vừa ăn vừa trồng rau luôn này. Đấy, nhìn bát nào cũng vừa ăn vừa trồng thêm cả rau, húng chó, cả cây. Có phải 90 đồng không? Rất nhiều mồ mả, rất may tối ngủ không có vấn đề gì. Xung quanh đây nhà cao tầng rất nhiều. Xa xa các nhà cao tầng mọc chọc trời. Một điều đặc biệt là bạn các bạn nghe nhé, là không có một tiếng còi xe nào luôn nhé. Ở đây hầu như không bao giờ nghe thấy. Nếu mà người ta bóp còi đấy thì chỉ là chửi mình thôi, không phải là bóp còi thì chính được. Thì
rất cao lên, mọi người có tiếng ồn. Chúng tôi rời thủ đô Bangkok, Thái Lan, giờ chuẩn bị đi taxi về Pattaya, thành phố biển xinh đẹp. Đấy. Rồi ngày mai chúng tôi lại tiếp tục quay lại Bangkok để tiếp tục khám phá thủ đô Bangkok 2 ngày tiếp theo. Đấy, giờ đi quả xe lại tận Pattaya. Ôi, đúng rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bên này là đổ không phải xăng mà đổ bằng khí. Đây là bơm khí. Bơm khí. Xe chạy xe 2 feet. Đây là cây xăng Thái Lan. Hay chưa? Đây là bơm bằng khí, vừa xăng vừa khí mà. Đang mời mua đi mỗi người cốc á. Đây là cây xăng, cây khí, đây không gọi là cây xăng mà đây là cây bơm khí để cho xe ô tô taxi chạy. Đây là đường cao tốc của Bangkok, xe chạy tốc độ rất cao. Đây là cây bơm khí. Chờ bơm khí thì đang đi mua cà phê. Number here, call for me, nah. Yeah, number. Giờ chắc phải vào chờ lấy tiền tip nữa. Không, một tiền. Đây, anh có tiền đây, anh Hiến. Bao nhiêu? Đây, đổi em có tiền đây. Đang đổi tiền. Anh Thăm. Cái gì đấy, đang không biết. Nepal à? Myanmar, India. India. Chinese? Chinese. Chinese.
Sao nói cái gì? Là người ta bảo là người ta biết nói các cái loại tiếng như là Tây Ban Nha. I give you many languages. Sao là như nào? Xin chào. Xin chào. Where are you from? Myanmar. 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 You know? Mình tầng ngắn thế thôi à? No. Đấy, đang cho hành lý vào khách sạn tại Pattaya. Khách sạn Seri Road. Đang hỏi snorkeling, chỗ chơi water slider, Pattaya and lunch. Bữa trưa. Đúng. Nhà chín. Chỉ one person. Đúng. Mấy đôi chiếc, mấy đôi tông đấy. Này, khu du lịch đang vào cái khu với con. Đang hỏi ở đây, đang hỏi đôi tông để đi biển cho ba mươi hay 300 gần rưỡi 300 rồi 21 221 bắt cá. Cũng ba à? Đấy, đứng xe ra cho người ta đi kìa. Không đánh bụng cho một phát thì lại bay. Mình thuy. Xe xe đứng rồi. 250 for one. 500 one. Tưởng tối nha. Review cho các bạn. Đây, đang đi vào một nhà hàng. Đi vào một khu nhà hàng. Xinh thì phải khen chứ cái gì nhá. Đang đi chọn đồ ăn. Đấy, chuẩn bị ăn trưa. Bây giờ là 1 giờ 48 phút đến Pattaya, bãi biển xinh đẹp của Thái Lan. Giờ đang đi tìm món ăn. Rau lúc nào rau là phải hàng đầu. Đang gọi đồ ăn. Hết à? Làm bát canh cá này sao? Chén tiếng Anh. Rau muống xào này. Chồng ngồi lui ra chứ chứ còn ngồi chả xeo cái cột này nó. Nói gì nói nhá, em dân Sơn La nhưng em ăn hải sản nhiều lắm. Đấy. Chả thừa lại. 200 rưỡi. Đấy, ăn trưa hết 1.000. 1.000 bạt này là tính ra tiền Việt nào và 700.000 Việt Nam. Bia này là 3 cái là thành 180. Thế cái này nó giả lại cho mình để 25. Đúng chưa? Vừa ăn lo phê pha rồi bắt đầu lại đi ra bãi biển. Đây, phía xa xa đây là bãi biển Pattaya. Đang đi bộ ở bãi biển Pattaya. Bên kia là hàng dừa đấy. Bãi biển Pattaya. Ôi, tôi vừa mới ăn no bổ mẹ. Chị bảo vệ cho. Đang đi bộ. Đang mua hoa quả. Biển rất là trong xanh. Đang đi bộ.
xa xa là có chữ Pattaya City. Hai chị em đang ăn vặt bộ trên bãi biển Pattaya của Thái Lan. Đây là bãi biển Pattaya Thái Lan. Xa xa rất ở đây nhỉ. Tưởng mất tích đâu, hóa ra giúp vào đây. Đấy, mua sắm nha. Đang vào trung tâm thương mại Pattaya để hai anh em này tí nữa chửi lại làm tính đoạn kem ăn kem này. Vừa ăn kem này vừa nghe nhạc này, ai thích hát này lên mà hát à. Vừa ăn kem này vừa được nghe nhạc. Anh em đang ăn kem, vừa ăn kem vừa nghe nhạc bên trên này. Em mua cái túi cho. Bye bye. Khu vực nhà ma. Ở đâu vào đây đâu? Chắc không đâu, thật đâu ra. Khu vực nhà ma voi ma mút à. Đi vào nhà ma khu vực kinh dị nhà ma. Đang lên trên khu vực kinh dị. Úi giời, biểu diễn như thật luôn, đua ô tô. Úi xưởng, úi xưởng. Không chịu ấy này. Mở mắt ra này, tự dưng. Ông này tự dưng ngủ gặp. Tỉnh dậy đi nào. Người ta lấy trộm rồi. Lời Tổng thống Mỹ là nhậm chức. Khu kinh dị. Trời ơi. Máu. Khu kinh dị. Màng nhẹ. Trời ơi. Khu kinh dị nhé. Thường như thì kinh dị chưa? Trời ơi, từ đứt đôi ruột phèo các kiểu treo. Nó cảm biến làm cho giật mình đấy. Đấy thần chết. Quan tài. Đấy không sao, đi qua họ rồi. Thịt lửa phai tỉ. Đấy, nhà quan tài động đây. Đây.
hỏi ra là mình cũng giật mình đấy. Hả? Bữa ăn của ma kinh dị. Đang xuống rủ các chị em lên để cho giật mình. Đang đi mua sắm mấy chị em kinh quá. Thế chị đã mua được những gì rồi? Chả mua được cái gì. Chả mua được. Cứ giờ cái tờ 1.000 ra là ai người ta cũng bảo là tờ tiền to quá. Tỏ mình giàu thế à? Không phải đâu, đi 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 không sale sale. Đi 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 chặn đi. Buồn đóng cái này hết 1 triệu bạc lại. Ôi cha ơi. Có ma đâu mà sợ. Đang đi khu vực. Mình chỉ đi ngắm một vòng thôi. Việc đi một vòng tròn. Người ta đi được mình thì lo nhỉ. Thì mình cứ đi ở rìa ngoài chứ mình cứ đi vào trong đâu. Đi một vòng. Ma là không biết ngồi được tía chị ạ. Đi đi, đi một vòng đi. Đấy, đang lừa ai chị em. Ôi em kia. Em không đi ở đây. Bên này có cái gì đấy? Đây. Cứu em. Chị ơi, xuống đi. Bình thường có gì mà xuống. Đây đi xem. Đây đây mình chưa vào trong. Mình nhắc bên ngoài. Đấy rồi, đi vào trong đi. Ôi, vào trong mai chắc sợ. Ôi, bắt màn cái wow. Chuẩn bị đâu mày, cái tay nó khóa vào người này. Kính đây. Ôm ngay anh người Pakistan hay là người đến bảo đến đi để quay đến chạy mất rồi à. Vào bị bôi à? Úi giời đấy, ma thật đấy. Yeah.
đây là Mai y tá. Ai vậy, xinh hơn cái đứa thằng này xinh lắm. Đây là Ma Xe Lăn. Xong rồi. Xong rồi. Đấy, xe được xe ra. Bây giờ là 6:24 mà trời vẫn rất là sáng này, vẫn chưa tối ở Pattaya, thành phố biển Thái Lan.